quý vị và các bạn, vào đầu tháng 3 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Tôn giáo Chính phủ đã ra mắt sách trắng tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam. Cuốn sách cung cấp những thông tin cơ bản về tôn giáo ở Việt Nam, chính sách tôn giáo ở Việt Nam, thành tựu cũng như thách thức của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, qua đó khẳng định được chính sách nhất quán của Việt Nam về tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Tuy nhiên, bản cũ soạn lại thì ngay lập tức có một số trang tin điện tử như VOA, RFA, IRFA cùng với nhiều trang mạng của các tổ chức cá nhân có quan điểm thù địch với Việt Nam đã tung ra những bài viết, bình luận sai trái, xuyên tạc sự thật, đánh giá một cách tiêu cực phiến diện về cuốn sách này. Với ý đồ không thân thiện, những bài viết này cố ý xuyên tạc và cho rằng việc cho ra đời cuốn sách này là bức bình phong nhằm che đậy các vi phạm kéo dài tại Việt Nam. Nguyên nhân đã khiến cho Washington đưa Hà Nội vào danh sách theo dõi đặc biệt về tôn giáo. Sách trắng tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam. Cuốn sách cung cấp những thông tin cơ bản về tôn giáo ở Việt Nam, chính sách tôn giáo ở Việt Nam, thành tựu cũng như thách thức của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Sách trắng cũng đã nêu rất rõ những cái thành tựu mà Việt Nam đạt được, rồi những thách thức và những ưu tiên của Việt Nam trong việc thực hiện cái quyền tự do tín ngưỡng của người dân. Tôi nghĩ như vậy là cũng khá là đầy đủ về vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo, kể cả trên quy định pháp luật và trên thực tiễn. Thì tôi cho rằng là đây là một cái sự cố gắng của nhân chức nước chúng ta trong cái việc là công khai minh bạch về cái chính sách, những cái thành tựu và cũng như là những cái khó khăn trong cái việc đảm bảo cái quyền tự do tín ngưỡng của chúng ta đối với tất cả mọi người cũng như đối với thế giới. Quan điểm về tự do tín ngưỡng của Việt Nam hoàn toàn khách quan và minh bạch. Song ngay lập tức, bất chấp sự thật hiện hữu, một số trang điện tử như VOA, RFI, RFA cùng nhiều trang mạng của các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí vẫn cố tình bôi đen sự thật, tung ra những bài viết bình luận với ý đồ xấu nhằm hạ thấp uy tín, vị thế của Việt Nam. Những đánh giá của họ được dựa trên nhận định của số đối tượng cực đoan. Dương Văn Mình ở Tây Bắc, rồi Hà Mòn ở Tây Nguyên, hoặc là Tịnh Thất Bồng Lai ở Long An, họ tự xưng là các tổ chức tôn giáo. Nhưng thực chất thì không phải là tổ chức tôn giáo. Họ là những nhóm người lợi dụng cái danh nghĩa tôn giáo để hoạt động với cái mục đích riêng của họ. Vậy những cái đối tượng này mà vi phạm thì chúng ta phải có những cái chính sách pháp luật chúng ta phải xử lý. Đây là không liên quan gì đến tôn giáo, nhưng mà họ bởi vì là họ mượn danh tôn giáo. Đây không phải là lần đầu các trang báo điện tử này viện dẫn những nhận định thiếu cơ sở, những đánh giá xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo của các đối tượng, của tổ chức bất hợp pháp với danh xưng Hội đồng Liên tôn Việt Nam. Trước đó, ngày 2 tháng 12 năm 2022, trên website của Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa Việt Nam vào cái gọi là danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo. Rõ ràng, đây là một góc nhìn sai lệch, thiếu khách quan trong việc nhìn nhận, đánh giá thực chất vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Bởi thực tế, chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền con người cũng như quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Thời gian qua, Việt Nam đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về tín ngưỡng tôn giáo và những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về bảo đảm quyền con người, về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cho người dân đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi. Và việc Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách cần theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo là dựa trên những đánh giá thiếu khách quan cũng như những thông tin không chính xác về tình hình tự do tôn giáo tín ngưỡng tại Việt Nam. Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, các tôn giáo cùng tồn tại trong lòng dân tộc và bình đẳng trước pháp luật. Đến năm 2021, nhà nước ta đã công nhận 43 tổ chức tôn giáo, khoảng 27 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số cả nước. Những sinh hoạt tôn giáo vẫn đang diễn ra một cách gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đã bác bỏ những đánh giá thiếu khách quan về Việt Nam. Hàng tuần vào mỗi sáng chủ nhật, bà con đồng bào Ê Đê là tín đồ Công giáo lại đến nhà thờ giáo xứ Mẫu Tâm, thành phố Buôn Ma Thuột. Điều đặc biệt là khi đến đây, các giáo dân được nghe giảng để học, biết lời Chúa qua bộ kinh thánh bằng chính tiếng của dân tộc mình. Cả
tham dự thánh lễ như vậy thì chúng tôi lại được lưu giữ cái tiếng mẹ đẻ của mình, được đọc sách, được hát, được cầu nguyện, được đọc kinh bằng tiếng Ede của mình. Thì lúc đó thì lời Chúa sẽ được thấm nhuần hơn. Chúng tôi góp phần để bảo tồn văn hóa truyền thống của các sắc tộc ở ba tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước. Chúng tôi cổ vũ họ đóng góp phần của mình để làm cho quê hương của mình nó đi lên càng ngày càng tốt hơn, càng đẹp hơn, càng thịnh vượng hơn. Và trên thực tế thì các tôn giáo đóng góp rất lớn cho sự phát triển xã hội trên nhiều phương diện. Thì đây là một cái, có thể nói rằng là một cái giá trị rất là quan trọng và làm chính là làm cơ sở cho các cái tôn giáo tham gia vào cái gọi là xây dựng đất nước, phát triển xã hội, gắn bó đồng hành với dân tộc. Vào cuối tháng 8 năm 2022, chủ trì hội nghị biểu dương các tổ chức tôn giáo có đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định đồng bào có đạo là bộ phận máu thịt của dân tộc Việt Nam, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong suốt tiến trình đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam, hàng chục nghìn chức sắc chức việc, tín đồ các tôn giáo đã tham gia vào các đoàn thể, tổ chức xã hội có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đất nước ta có khó khăn, thách thức gì thì với tinh thần đại đoàn kết dân tộc, các tôn giáo là cùng với đất nước vượt qua mọi cái khó khăn thử thách để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đất nước có cơ hội và thời cơ gì thì tôn giáo là góp phần thúc đẩy mạnh mẽ để phát triển đất nước, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng và nhân dân ngày càng ấm no và hạnh phúc. Khẳng định đó luôn được chứng minh trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Gần nhất trong 2 năm dịch bệnh hoành hành, đã có hơn 3.000 tình nguyện viên các tổ chức tôn giáo tham gia chống dịch, ủng hộ hàng trăm tỷ đồng cho quỹ vaccine phòng COVID-19 của chính phủ, ủng hộ nhiều xe cứu thương, trang thiết bị, vật tư y tế cho các vùng dịch. Cái bệnh dịch kéo dài thì hội thánh thì cũng luôn luôn để đi cấp phát từng nhà đó, thì cho qua cái khỏi cơn bệnh dịch trong cái thời gian qua của 2021. Thì trong cái từ thiện thì mỗi một năm hội thánh Cao Đài Tiên Thiên thì đóng góp từ 10 tỷ đến 15 tỷ cho cái công tác từ thiện xã hội địa phương. Cái hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo Hòa Hảo nó vừa là động lực và đồng thời cũng vừa là mục tiêu của mọi người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong suốt cái quá trình hành đạo đồng hành cùng với dân tộc. Thì cho hiện nay có 17 tỉnh thành phố là đều thực hiện các cái mô hình, trong đó là có xe chuyển bệnh miễn phí. Có được sự gắn bó đồng hành ấy bởi Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Chính quyền các cấp luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tôn giáo. Luật tín ngưỡng tôn giáo cũng đã cụ thể hóa quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Tôi cảm thấy rất thoải mái mỗi khi đến đây, cảm giác ấm áp và thân thuộc. Tôi đã gặp gỡ được rất nhiều người luôn sẵn lòng giúp đỡ mình. Khi biết đến thánh đường Hồi giáo duy nhất tại Hà Nội, tôi cảm nhận được sự yên bình trong trái tim. Khi bước vào thánh đường, sẽ cảm thấy thanh tịnh trong tâm hồn. Đảng, nhà nước ta khẳng định, động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng ghi rõ, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự phát triển đất nước. Quan điểm của Đảng về các nguồn lực của các tôn giáo xác định là những nguồn lực của các tôn giáo, tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận. Những nguồn lực này được sử dụng vào việc đời, ích nước, lợi dân, thì đó là một trong những nguồn lực cần phát huy trong phát triển đất nước. Và Đại hội Đảng lần thứ 13 thì Đảng ta đã chính thức là coi tôn giáo là nguồn lực xã hội. Tất nhiên cái nguồn lực này sẽ được, tôi hy vọng là sẽ được thể chế hóa cụ thể, y tế đến đâu, giáo dục đến đâu, an sinh xã hội thế nào để tôn giáo phát huy cái tiềm năng của mình
để đóng góp cho đất nước, đóng góp cho trở thành nguồn lực. Để mà phát huy được cái nguồn lực tôn giáo thì trước tiên ý, tôi nghĩ rằng là chúng ta phải có một cái thông tin tuyên truyền tốt để tất cả mọi người hiểu được cái điều đó. Bởi vì tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam hiện nay thì không phải ai đã hiểu một cách đúng đắn, đầy đủ về cái giá trị tôn giáo, về cái vai trò tôn giáo và đóng góp tôn giáo. Thế thì không chỉ là người dân mà tín đồ và đặc biệt là những cái người làm trong cái lĩnh vực công tác tôn giáo phải hiểu đầy đủ thì chúng ta mới phát huy được. Để cho cái quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân được đảm bảo ngày một tốt hơn thì tôi nghĩ rằng trước hết chúng ta phải tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật tới tất cả các tổ chức cá nhân tôn giáo cũng như những người có trách nhiệm làm công tác tôn giáo và cả cộng đồng. Cái thứ hai nữa là các cái cơ quan có trách nhiệm sẽ tổ chức triển khai cái luật tín ngưỡng tôn giáo đến các tổ chức cá nhân tôn giáo và trực tiếp giải quyết những cái việc có liên quan tới quy định pháp luật liên quan tới cái hoạt động tôn giáo. Thì cái thứ ba nữa tôi cho rằng chính các tổ chức cá nhân tôn giáo cũng cần tìm hiểu và người ta cũng sẽ trên cơ sở đó người ta sẽ tổ chức các cái hoạt động của các tổ chức cá nhân tôn giáo theo quy định pháp luật và theo quy định của chính tổ chức tôn giáo. Và những hình ảnh trong chương trình cũng cho thấy thực tế không thể phủ nhận, đời sống tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam những năm qua là rất đa dạng, sôi động và phong phú. Qua đó khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam về tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Việc Việt Nam lần thứ hai trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 với số phiếu ủng hộ của 145 trên 180 chiếc nước và ngay trong khóa họp đầu tiên của Việt Nam trên cương vị này, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kỷ niệm 75 năm tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và 30 năm tuyên bố và chương trình hành động viên do Việt Nam đề xuất soạn thảo. Điều này đã một lần nữa cho thấy sự ghi nhận khách quan của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về thành tựu và thực tế trong việc đảm bảo quyền con người nói chung, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân ở Việt Nam nói riêng. Do vậy, những nhận định thiếu khách quan và không đúng với thực tế tình hình, tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam sẽ không bao giờ có giá trị và cần phải được vạch trần, phê phán, bác bỏ.